Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Thầy sẽ hướng dẫn các em môn địa lý lớp 8 bài số 11 nha. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em hay quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay, bài số 11. Hôm nay Thầy bị viêm họng nên nói chuyện khó nghe một chút, các em thông cảm nha. Dù là bài viêm họng nhưng Thầy vẫn cố gắng quay bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay, bài số 11. Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á. Khu vực Nam Á có tài nguyên thiên nhiên giàu có, là một trong những cái nôi của nền văn minh cổ đại thế giới. Hiện nay Nam Á vẫn còn là khu vực các nước đang phát triển, có dân cư đông đặc nhất của thế giới. Một nhỏ dân cư, quan sát hình 11.1. Em có nhận xét về sự phân bố dân cư của ở Nam Á nhé. Giờ như vậy mình thấy, đây là lực độ phân bố dân cư ở Nam Á. Dấu tròn lớn này chính là đô thị trên 8 triệu dân. Dấu tròn trung bình này chính là đô thị từ 5 đến 8 triệu dân. Còn cái chấm nhỏ này là bộ chấm tương ứng với 500 nghìn người nha. Bây giờ mình thấy là dân sơ cư sẽ tập trung chủ yếu là ở cái đồng bằng, đúng không? Như vậy là Mumbai nè, Karachi, New Delhi và Kolkata, đây là các đô thị lớn, đúng không? Tiếp theo là các như mình thấy là dân cư tập trung ở đồng bằng, sông Hằng, đồng bằng ven biển, chân núi dải gấp tây gấp đông và vùng phía nam của dải Himalaya, đây phía nam của dải Himalaya, đúng không? Giờ sau khi xem hình mình trả lời câu hỏi nhé. Như mình thấy là dân cư Nam Á phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông Hằng, đồng bằng ven biển, chân núi dải gấp đông gấp tây và phía nam dải Himalaya. Dân cư tập trung đông đúc, tập trung nhiều nhất là các đô thị trên 8 triệu dân như là New Delhi, Mumbai, Kolkata. Do đây là khu vực đồng bằng, mưa lớn, khí hậu nóng ẩm, vị trí dễ dàng lâu giao lưu với các khu vực trên thế giới. Còn hư hớt thì ở vùng Tây Bắc và gần cách sông Nguyên Deccan. Đây là hai khu vực có khí hậu khô hạn và khắc nghiệt mưa ít. Còn khô hớt thì ở vùng Tây Bắc và trên sông Nguyên Deccan. Đây là hai khu vực khí hậu khô hạn, khắc nghiệt và mưa ít nha. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp vào bài giảng nha. Giờ tiếp theo là hình 11.2, đây là đền Taj Mahal, một trong những công trình văn hóa nổi tiếng ở Ấn Độ nha. Và tiếp theo là bảng 11.1, diện tích và dân số của một số khu vực ở châu Á. Như vậy mình sẽ dựa vào hình 11.1, em hãy kể tên hai khu vực đông dân nhất của châu Á. Trong hai khu vực đó thì khu vực nào sẽ có mật độ dân số cao hơn? Giờ mình sẽ xem cái bảng trước. Khu vực gồm có Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á, Trung Á và Tây Nam Á. Diện tích thì mình thấy diện tích của Đông Á sẽ lớn nhất, 11.762.000 km vuông, và số dân sẽ là 1.503 triệu người. Còn ở Nam Á thì sẽ có diện tích sẽ là 4.489.000 km vuông và số dân sẽ là 1.356 triệu người. Như vậy là người ta hỏi là hai khu vực đông dân nhất thì mình thấy là Đông Á và Nam Á, đúng không? Mình thấy là mật độ của Nam Á sẽ nhiều hơn vì diện tích ít lớn, ít hơn, đúng không? Giờ hãy trả lời câu hỏi luôn nha. Như vậy là hai khu vực đông dân nhất châu Á sẽ là Đông Á và Nam Á. Mật độ dân số của Nam Á sẽ cao hơn Đông Á, 302 người trên 1 km vuông so với 128 người trên 1 km vuông nha. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp tục bài giảng nha. Giờ tiếp theo, dân cư Nam Á chủ yếu là theo Ấn Độ giáo, Hồi giáo và gia còn theo Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế xã hội ở Nam Á. Tiếp theo là đặc điểm kinh tế xã hội. Trước đây toàn bộ khu vực Nam Á bị đế quốc Anh xâm chiếm làm thuộc địa. Nam Á trở thành nơi cung cấp nguyên liệu nông sản nhiệt đới và tiêu thụ hàng công nghiệp của công ty tư bản Anh. Năm 1947 thì các nước Nam Á đã giành được độc lập và tiến hành xây dựng nền kinh tế tự chủ. Tuy nhiên do bị đế quốc Anh đô hộ kéo dài gần 200 năm,
năm 1763 đến năm 1947, lại luôn xảy ra mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc và các tôn giáo, nên tình hình chính trị xã hội trong khu vực thiếu ổn định. Đó là những trở ngại lớn ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của các nước Nam Á. Tổng sản phẩm quốc dân của Nam Á năm 2000 là 620,3 tỷ USD. Giờ 21.3 đây là một vùng nông thôn ở Nepal. Giờ 21.4 là khu hái chè ở Sri Lanka nhé. Tiếp theo là bảng 11.2, cơ cấu tổng sản phẩm trong nước GDP của Ấn Độ. Các nền kinh tế gồm có nông lâm thủy sản. Năm 1995 là 28,4%. Năm 1999 thì giảm còn có 27,7%. 2001 giảm 25%, có nghĩa là nông lâm thủy sản càng ngày càng giảm, đúng không? Tiếp theo là công nghiệp xây dựng thì mình thấy là 27,1, sau đó là 26,3, sau đó 27. Như vậy giảm, sau đó lại tăng lên lại. Còn phần dịch vụ thì tăng lên đều, đúng không? 44,5, tăng lên 46, rồi tăng lên 48. Giờ như vậy qua bảng 11.2, em hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các ngành kinh tế của Ấn Độ. Sự chuyển dịch đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế như thế nào? Giờ hãy trả lời câu hỏi nhé. Như vậy nhận xét cơ cấu ngành kinh tế Ấn Độ có sự dịch chuyển theo hướng tăng chỉ tỷ trọng ngành dịch vụ từ 44,5 lên 48%, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp từ 28,4% giảm còn 25%. Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng có gạo giảm nhẹ nhưng mà và chưa ổn định, nhưng nhìn chung không đáng kể, đúng không? Như vậy là sự dịch chuyển trên thể hiện những thành tựu trong sự phát triển của kinh tế của Ấn Độ, đã xây dựng được nền kinh tế tự chủ, nền công nghiệp hiện đại nhé. Giờ trở lại xong câu hỏi, mình sẽ tiếp vào bài giảng. Ấn Độ là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á. Từ sau ngày giành được độc lập, Ấn Độ đã xây dựng được một nền công nghiệp hiện đại, bao gồm các ngành công nghiệp năng lượng, luyện kim, cơ khí chế tạo, hóa chất và liệu xây dựng, và các ngành công nghiệp nhẹ, đặc biệt là công nghiệp dệt, vốn đã nổi tiếng lâu đời với hai trung tâm chính là Kolkata và Mumbai. Ấn Độ cũng phát triển ngành công nghiệp bảo hộ công nghệ cao, tinh vi chính xác như điện tử, máy tính. Ngày nay về giá trị sản lượng công nghiệp, Ấn Độ đã đứng thứ 10 trên thế giới. Sản lượng nông nghiệp cũng không ngừng phát triển. Quốc của cách mạng xanh và cách mạng trắng, Ấn Độ đã giải quyết tốt vấn đề lương thực thực phẩm cho nhân dân. Các ngành dịch vụ cũng đang phát triển, chiếm 48% GDP. Năm 2001, GDP đạt 477 tỷ USD, có tỷ lệ gia tăng là 5,88%, và GDP bình quân đầu người là 460 USD. Giờ tiếp theo nội dung chính của bài học hôm nay. Nam Á là một trong những khu vực có dân cư tập trung đông nhất châu Á, một trong những cái nôi của nền văn minh cổ đại và tôn giáo lớn trên thế giới. Các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển và đồng sản xuất nông nghiệp vẫn là chủ yếu, trong đó Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất nha. Giờ tiếp theo là phần câu hỏi và bài tập nha. Câu số 1, em hãy ghi vào vở bài tập các nước trong khu vực Nam Á lần lượt theo số ký hiệu trên hình 11.5 nha. Giờ như vậy mình thấy vị trí số 1 ở đây là Pakistan, vị trí số 2 sẽ là Ấn Độ, vị trí số 3 sẽ là Nepal, số 4 là Bhutan, số 5 là Bangladesh, số 6 là số 6 là Sri Lanka và số 7 là Malaysia nhé. Giờ thầy sẽ làm câu số 1 nhé. Giờ tên các nước trong khu vực lần lượt theo số ký hiệu trên hình 11.5 là: số 1 thì chính là Pakistan, số 2 là Ấn Độ, số 3 là Nepal, số 4 là Bhutan, số 5 là Bangladesh, số 6 là Sri Lanka và số 7 là Malaysia nhé. Giờ như vậy mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Căn cứ vào hình 11.1, em có nhận xét về đặc điểm phân bố dân cư ở Nam Á. Giờ hãy trả lời câu số 2 đúng nhé. Dân cư châu Á phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng, các vùng có lượng mưa lớn như đồng bằng sông Hàm, đồng bằng ven biển, chân dãy núi Cát Đông và Cát Tây, và vùng phía nam của dãy Himalaya.
Dân cư tập trung đông đúc, tập trung nhiều đô thị trên 8 triệu dân như là New Delhi, Mumbai và Kolkata. Do đây là khu vực đồng bằng, mưa lớn, khí hậu nóng ẩm, vị trí dễ dàng lưu thông với các khu vực trên thế giới. Còn khô hớt thì ở vùng Tây Bắc, trên các sơn nguyên Deccan. Đây là hai khu vực khí hậu khô hạn và khắc nghiệt, mưa ít nha. Giờ như vậy mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3 nha. Giờ câu số 3, hãy giải thích tại sao khu vực Nam Á lại có sự phân bố dân cư không đều nha. Giờ hãy trả lời câu số 3. Sự phân bố dân cư không đều ở khu vực Nam Á là do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, địa hình, đất đai và nguồn nước. Đồng bằng Ấn Hàng, giải đồng bằng nguyên biển có địa hình tương đối bằng phẳng, đất tốt, khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều thuận lợi cho việc sản xuất nên dân cư tập trung đông đúc. Còn trên vùng núi Himalaya, địa hình hiểm trở, không thuận lợi cho sản xuất và đời sống nên dân cư khô hớt, đúng không? Điều kiện do điều kiện kinh tế xã hội. Tiếp theo là do điều kiện kinh tế xã hội. Dân cư tập trung đông đúc trong các đô thị, các trung tâm công nghiệp, ở những nơi có điều kiện thuận lợi về giao thông. Các vùng trồng lúa, tiếp theo là các vùng trồng lúa đòi hỏi nhiều lao động nên dân cư tập trung đông đúc như là đồng bằng Ấn Hàng. Tiếp theo là do lịch sử khai thác lãnh thổ, đồng bằng Ấn Hàng có lịch sử khai thác lâu đời, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 3, mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ tiếp theo là câu số 4. Các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của Ấn Độ phát triển như thế nào? Giờ mình trả lời câu số 4 nha. Ấn Độ là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á. GDP là 477 tỷ USD, tỷ lệ gia tăng là 5,88%. Và GDP đầu quân đầu người là 460 USD. Về công nghiệp thì công nghiệp có nhiều ngành đạt trình độ cao, giá trị sản lượng công nghiệp đứng thứ 10 trên thế giới. Phát triển nền công nghiệp hiện đại gồm các ngành công nghiệp chính như là công nghiệp năng lượng, luyện kim, cơ khí chế tạo, hóa chất, vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp nhẹ. Nổi tiếng nhất là công nghệ nhiệt với hai trung tâm chính là Kolkata và Mumbai. Phát triển các ngành công nghệ cao, tinh vi, chính xác như là điện tử, máy tính. Công nghệ nông nghiệp thì không ngừng phát triển. Cuộc cách mạng xanh và cuộc cách mạng trắng đã mang lại nhiều thành tựu lớn, giải quyết tốt vấn đề lương thực thực phẩm cho người dân. Về dịch vụ thì phát triển chiếm 48% GDP nhé. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay nha. Nếu các em thấy hay giảng gì thì bấm thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Thì chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.